Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại huyện Tư Nghĩa. Đến 9 giờ sáng nay, huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành việc chặt tỉa cành cây xanh trên các tuyến đường giao thông, chăn chống nhà cửa ở các cơ quan, trường học, nhà dân. Các địa phương tập trung di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo đó, có hơn 800 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu được ở san ghép tại chỗ và san ghép tập trung tại các cơ quan, trường, nhà văn hóa, trạm y tế kiên cố, an toàn. Tư Nghĩa thì địa phương này cũng đã xác định là ba địa điểm xung yếu nếu như bão đổ bộ vào, đó là Nghĩa Hòa, Nghĩa Hiệp và Nghĩa Thương. Thì tại Nghĩa Hòa thì người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Tại địa điểm này, đây là cũng là một cái địa phương mà có đông người dân phải được di dời, nằm trong diện di dời. Thì hiện nay thì toàn bộ số hộ dân đã được xác định là nằm trong vùng xung yếu thì đã được đưa đến nơi ở trường mẫu giáo mầm non, nơi đã được đảm bảo về các cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị để mà đảm bảo cuộc sống cho người dân trong thời gian 3-4 ngày sắp tới. Kiểm tra công tác ứng phó bão số 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đánh giá cao công tác ứng phó bão số 4 ở huyện Tư Nghĩa. Với diễn biến phức tạp của bão số 4, huyện Tư Nghĩa cần tập trung cao độ với trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ huy phòng chống bão quyết liệt trong sơ tán và di dời dân đến nơi an toàn, hạn chế mất thấp nhất do bão gây ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện đã chủ động trong công tác hậu cần, rồi công tác y tế bảo đảm cho bà con ở đây một cách đủ điều kiện sống. Và tôi đã chỉ đạo các huyện, tôi nghĩa đó là chỉ khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh là an toàn thì mới cho bà con, đưa bà con quay lại nơi ở cũ.